Vâng, xin chào anh. Vâng. Anh Sáu cho biết là sau khi đi tham quan cái thửa ruộng bón phân con lười ấy, thì anh Sáu có đánh giá thế nào về cái trà lúa ở đây? Nhìn chung lại thì với cái mức độ để mà chăm bón cho cái cây lúa để cho nó sinh trưởng thì năm nay bà con người ta sử dụng cái phân con lười này, thì trước hết bây giờ nhìn cái cánh đồng lúa của mình thì là cũng là rất đạt theo cái yêu cầu mà đúng với những cái quy trình gì mà mình đã đưa ra cho cái quy trình của cái bón phân con lười. Nói chung là theo tôi đánh giá thì nói chung là đạt được cái hiệu quả, trước mắt bây giờ hiệu quả, nhưng tới đây nhìn cái màu lúa này chắc là cái năng suất nó cũng sẽ đạt được cái chỉ tiêu. Thế qua hai ngày vừa rồi anh em chúng ta đi đánh giá về cái hiệu quả sử dụng phân con lười với cây lúa tại Cờ Đỏ Cần Thơ, thế thì anh thấy là sử dụng phân con lười thì bà con và trực tiếp là anh cũng đã áp dụng trên cái cánh đồng 800 hectare của mình. Thế thì anh đi thăm ở đây thì mình phải có so sánh giữa cái mình làm và cái bà con làm. Thì anh có đánh giá là phân con lười nó đem lại những cái lợi ích gì mà anh cảm thấy là nó có lợi ích đối với lại cái nhà nông? Thì thực tế thì đối với trong cái hai ngày anh em mình đi đánh giá đây, thì nhìn chung là bà con người ta cũng đã phát biểu rồi là nó sẽ giảm được cái vấn đề, thứ nhất là giảm về vấn đề phun thuốc, giảm về vấn đề dặm lúa. Đấy, thế nên là có cái nó so với cái lúa kia thì nó giảm rất nhiều so với này cái phân thông thường. Vâng, như thế. Bà con người ta đánh giá, anh em mình đi đánh giá này để mình thấy là cái thực tế nó phát huy hiệu quả, bà con sử dụng rồi mình về mình ứng dụng trong cái trang trại 800 hectare rồi, mình để mình có cái quy trình nào để cho nó hiệu quả nhất. Rồi, thế thì cũng có nhiều những cái trang trại rất là lớn, có thể là 400-500 hectare, có thể lên tới cả 1000 hectare nữa, thì những cái trang trại đó nếu mà bón phân 4-5 lần thì nó rất là tốn công. Thứ hai nữa là phun thuốc sâu mà đến cả 700-800 hectare thì phun nó cũng rất là tốn tiền thuốc sâu và công đấy, rồi cái nước vào nước ra nó cũng tốn rất nhiều tiền điện. Nhưng mà nếu mà ứng dụng được cái phân con lười này thì nó đem lại hiệu quả rất lớn cho những trang trại lớn. Anh công nhận không? Công nhận. Vâng, đấy, thế thì anh em mình ở đây là cũng đi để chứng minh và ứng dụng cho mình, đồng thời cũng mong muốn là bà con tiếp cận đến cái sản phẩm này. Đấy, và cũng mong anh giới thiệu cho những anh em bạn bè mà làm những trang trại lớn tiếp cận cái công nghệ này, đúng không? Để có thể đem lại hiệu quả cho nhà mình. Đấy, xin cảm ơn anh.